Hi, xin chào mọi người, mình là Kuri Chan. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về một phần mềm, đó là phần mềm hát karaoke chấm điểm miệng hot rớt lộn rớt điện thoại. Phần mềm này là khi mình hát xong là hết bài là nó sẽ chấm điểm cho bạn. Mình hát được một bài nha. Hát bài à. Mình nghe nói là từ khoan. À quên. Phần mềm đó mình để ở phần dưới bình luận đó nha. À dưới cái phần link mô tả đó. Giờ mình thử hát bài, nghe nói là có hai bài mới ra mà mình chưa nghe thử, giờ mới nghe thử là như nghe bài là Túy Âm với là bài Em Gái Mưa. Hát thứ bài Em Gái Mưa đi. Xong rồi hát bài Túy Âm. Sao môi đắng vì đánh mất hy vọng, lòng đau gặp nhau dưới mưa, trái tim dồn dám bơi ánh đèn, tình cảm giọng mưa thấm lâu em nào ngờ. Thank you.
Mình nghe thử hồi chiều rồi, giờ mình hát thử. Á mẹ u đầu đau quá. Wow, mấy giờ hai phút. Mình là biết rồi, nghe biết rồi. Mình mới coi xí đi. Gió đêm tràn lên, âm trường đang trong mình cay đắng lòng. Khóc cha làm mẹ, buồn cùng mang cha đến nơi xa. Chắc vậy.
gì đây? À, 91. Ô la la. Thôi, video bao lâu rồi? 1 phút mấy rồi, thôi giờ kết thúc ha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Mà thích thì nhớ bấm like nhá. Đừng có quên nhá. Chứ mà còn mong mọi người luôn á, mình có 3 người đăng ký thôi, năn nỉ nha. Bye bye.